Xin chào quý vị các bạn, rất vui được chào đón quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube của Google. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ đưa quý vị các bạn đến với dự án cầu vượt bằng thép tại nút giao Hồng Tiến, Nguyễn Văn Cử thuộc dự án tuyến đường 40m nối Nguyễn Văn Cử với Ngọc Thụy. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi video. Như các bạn đang nhìn thấy trên video, đây chính là vị trí nút giao để thi công cầu vượt bằng thép. Phía bên tay phải theo chiều đi, như các bạn đang nhìn thấy, đây chính là vị trí đầu cầu của phía bên đường Hồng Tiến. Hiện như các bạn nhìn thấy thì nhà thầu đã tiến hành thi công xong phần cọc trụ cũng như phần đường dẫn đổ bằng bê tông cốt thép tại vị trí phía bên đầu đường này. Hạng mục đầu cầu phía bên đường Hồng Tiến này thì đã được thi công xong cách đây cũng khá lâu. Và để từ đó đến bây giờ, vì vướng mắc phần giải phóng mặt bằng phía bên đầu đường ngõ 189 Nguyễn Văn Cử. Để quý vị có thể nắm được, tôi xin được khái quát về dự án. Dự án cầu vượt bằng thép tại nút giao Hồng Tiến Nguyễn Văn Cử thuộc dự án tuyến đường 40m nối Nguyễn Văn Cử với Ngọc Thụy có chiều dài 1,5 km với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ. Dự án thì được khởi công từ tháng 11 năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên đến hiện nay đã cuối năm 2022, dự án vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất cho nhà thầu thi công. Việc giải phóng mặt bằng chậm trễ đã dẫn đến việc thi công bị kéo dài. Riêng hạng mục cầu vượt bằng thép qua đường Nguyễn Văn Cử cũng không thể thi công do thiếu mặt bằng. Hiện nay đầu cầu phía bên Hồng Tiến đã thi công xong nhịp dẫn bằng bê tông sát mặt đất và trụ đỡ nhịp dầm thép chờ đầu phía bên ngõ 189 Nguyễn Văn Cử thi công để kết nối. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng đi sang phía bên ngõ 189 để xem tình hình giải phóng mặt bằng phía bên đó như thế nào. Theo quan sát cũng như các bạn có thể nhìn thấy trên video, phía bên ngõ 189 hiện nay đang tiến hành giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất cho thi công cầu vượt. Khả năng sang quý 1 năm 2023, chủ đầu tư sẽ cùng nhà thầu tiếp tục thi công đầu cầu phía bên này. Như vậy thì đến hiện nay đã gần 4 năm kể từ ngày khởi công dự án. Hiện trạng dự án vẫn chưa thể bàn giao xong quỹ đất cho nhà thầu thi công. Tiến độ hoàn thành dự án chưa có hồi kết. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý các bạn đón xem. Xin cảm ơn quý các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý các bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.